Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Người cao tuổi của Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng. Trong mục Tuổi cao gương sáng sẽ là bài viết về hiệu quả mô hình trang trại tổng hợp. Trong phần Sức khỏe tuổi già sẽ là thông tin về các biện pháp phòng bệnh cho người cao tuổi vào mùa đông xuân. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với tâm niệm còn sức khỏe là còn lao động, ông Mã Văn Công, xóm Lam Sơn Thượng, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, đã không ngừng nỗ lực, gương mẫu đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Ông là một trong những tấm gương người cao tuổi, làm kinh tế giỏi điển hình của xã Hồng Việt, huyện Hòa An. Năm nay đã ở tuổi ngoài 60, nhưng ông Mã Văn Công vẫn còn nhanh nhẹn và năng động trong phát triển kinh tế gia đình, cống hiến sức lực cho xã hội. Ông chia sẻ, vợ chồng tôi tham gia phát triển sản xuất, công việc tuy khá vất vả nhưng vui vẻ và cũng là môi trường rèn luyện sức khỏe. Tôi nghĩ đơn giản rằng hạnh phúc nhất của cuộc đời là tuổi cao nhưng vẫn được làm việc cống hiến, được làm những việc có ích cho gia đình, cho con cháu, cho cuộc đời. Thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát triển kinh tế gia đình do chính quyền địa phương phát động, ông Mã Văn Công đã mạnh dạn tăng đàn gia súc, gia cầm để phục vụ nhu cầu và có thêm thu nhập cho gia đình. Sau khi nghiên cứu kỹ địa hình, thổ nhưỡng, tham quan học hỏi nhiều mô hình trang trại tổng hợp với số vốn tự có, sau bao năm tích lũy và mạnh dạn vay vốn ngân hàng, ông đã xây dựng chuồng trại chăn nuôi trên diện tích đất sẵn có của gia đình, đồng thời cải tạo, san lấp mặt bằng để trồng cây ăn quả. Từ khi bởi vì thành lập người cao tuổi, thì cũng tham gia công tác người cao tuổi trong hội thì phát triển kinh tế gia đình, thì tôi cũng là một hội viên ở trong khu người cao tuổi đấy, thì để phát triển kinh tế gia đình thì chủ yếu để tăng năng suất thu nhập cho gia đình, thì phát triển kinh tế thì như trồng trọt, chăn nuôi gia súc gia cầm, xây dựng cơ sở hạ tầng để mỗi năm để có một ít thu nhập cho gia đình để con cháu nó yên tâm công tác. Khu vực chuồng trại chăn nuôi của gia đình ông Công rộng hơn 1.000 mét vuông, được thiết kế khá khoa học và hợp lý. Bên ngoài là dãy chuồng để chăn nuôi thoáng mát, sạch sẽ, bên trong là quỹ đất để trồng cây ăn quả. Những năm qua, trang trại của gia đình ông cho thu nhập khá. Hiện gia đình đang duy trì nuôi đàn lợn thương phẩm, 3 con bò, gần 200 con gà, gần 100 con vịt, ngan và hàng trăm con chim cút đẻ trứng. Ngoài ra, ông còn trồng thêm hơn 100 cây na đặc sản địa phương, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, đảm bảo chất lượng nên được các thương lái đến tận nơi thu mua. Sau khi trừ các chi phí, mỗi năm từ mô hình chăn nuôi trang trại đã giúp gia đình ông Công có thu nhập khoảng 100 triệu đồng. Khi mình vừa đầu tư và thành lập ấy, thì thứ nhất về cái khoa học kỹ thuật, thứ hai về vốn, thì do chủ yếu về cái vốn thì mình cũng mạnh dạn để đi vay một của bên ngân hàng chính sách một chút thì để đầu tư vào đấy. Khó khăn thì lúc cách đây 2 năm thì trồng những cây quả ấy, thì nói chung là chưa có phong trào mấy, và lúc ấy tôi cũng chưa vào hội, đâm ra tôi bảo là do kinh tế gia đình thì mình cũng là cứ tự nghĩ và tự phát sinh thôi. Xong rồi khi vào hội rồi thì mới bàn bạc với con thì mới bảo là xây dựng kinh tế để phát triển tăng gia ấy, thì mình phải thứ nhất thì mình phải phát huy cái truyền thống cách mạng của quê hương mình, thứ hai nữa để gia đình của mình càng ngày càng khá giả lên, thì tôi mới cùng con quyết định là đầu tư vào để xây dựng nuôi cơ sở hạ tầng như hôm nay. Theo tư tưởng của tôi ấy, thì có lẽ tăng thêm là như là bò
xong lợn. Còn đây trồng thì trồng na với những cây cam với quýt. Mặc dù tuổi đã cao, việc xây dựng trang trại lại cách xa nơi gia đình đang sinh sống nên cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng với quyết tâm làm giàu, ông đã cùng với gia đình xây dựng kinh tế theo mô hình trang trại tổng hợp. Ban đầu gia đình ông gặp nhiều khó khăn, thiếu vốn, kinh nghiệm chưa có, đầu ra của sản phẩm chưa ổn định. Với tinh thần vừa học vừa làm, ông đã bỏ rất nhiều công sức học hỏi kinh nghiệm từ các chủ trang trại trong và ngoài tỉnh để áp dụng vào mô hình sản xuất. Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi cùng với phương châm lấy ngắn, nuôi dài, nên thu nhập từ trang trại của gia đình ông ngày càng tăng. Ông Mã Văn Công là hội viên Hội người cao tuổi Lam Sơn Thượng, thì tôi cũng thấy tinh thần của đồng chí Công là cũng rất là chăm chỉ và là luôn luôn là giúp con giúp cái để làm phát triển chăn nuôi của gia đình. Thì đến bây giờ thì ông Mã Văn Công thì cũng làm được một cái trang trại coi như là đủ cả trâu bò với lại ngan ngỗng vịt gà các chim cút phục vụ cho làng xóm. Thấy đồng chí rất là tốt để cho các hội viên để noi theo. Mô hình trang trại tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao của gia đình ông Công đã mở ra hướng phát triển mới cho ngành nông nghiệp địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, thay đổi bộ mặt nông thôn. Còn trong cuộc sống đời thường, ông luôn gương mẫu, vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ngoài ra, ông còn tích cực ủng hộ các khoản đóng góp do chính quyền, đoàn thể phát động. Ông Mã Văn Công xứng đáng là tấm gương sáng về người cao tuổi, làm kinh tế giỏi, để các thế hệ noi gương học tập và làm theo. Thưa quý vị và các bạn, người cao tuổi sức khỏe ngày càng yếu dần và các chức năng của cơ thể bị suy giảm, trong đó có hệ thống miễn dịch và các bệnh cũng theo đó mà phát sinh. Vì vậy, vào thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường, người cao tuổi cần lưu ý đề phòng một số bệnh hay gặp sau như viêm đường hô hấp, viêm khớp gối, cứng khớp, khó vận động, đau lưng, bệnh tim mạch, đột quỵ. Cứng khớp và khó vận động, tự nhiên ngủ dậy, không vận động được khớp cổ tay, khó vận động khớp ngón tay, khớp gối, cổ chân. Đây là hiện tượng cứng khớp ở người già, không giống như trong các bệnh có hiện tượng cứng khớp như viêm khớp dạng thấp. Tình trạng này xảy ra là do các khớp không tiết đủ các chất nhờn bôi trơn cho vận động. Đây là dấu hiệu thoái hóa khớp dạng khô khớp. Viêm đường hô hấp, thời tiết hanh khô hoặc ẩm thấp làm cho đường hô hấp rất dễ bị bệnh như viêm mũi họng, viêm phế quản, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, hen suyễn. Ngoài ra môi trường ô nhiễm, nhiều khói bụi, khói bếp than, bếp củi, bếp dầu, nhà ở chật chội, đóng kín các cửa cũng là yếu tố thuận lợi cho bệnh hô hấp phát triển, đặc biệt ở người cao tuổi. Bệnh tim mạch. Ở tuổi già, hệ mạch giảm độ đàn hồi thường xảy ra xơ cứng mạch máu khi nhiệt độ giảm đột ngột khiến các mạch máu co lại, dễ gây nên cơn huyết áp kịch phát, nhất là đối với người cao tuổi. Bệnh tim mạch ở người già, hệ mạch giảm độ đàn hồi thường xảy ra xơ cứng mạch máu khi nhiệt độ giảm đột ngột khiến các mạch máu co lại, dễ gây nên cơn huyết áp kịch phát, nhất là đối với người cao tuổi có tiền sử bệnh tăng huyết áp. Tăng huyết áp kịch phát có thể gây nên đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Thời điểm bệnh dễ xảy ra trong ngày là về chiều tối hoặc ban đêm do sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm gây ra. Đột quỵ hay tai biến mạch máu não, tuổi cao là yếu tố nguy cơ thường gặp của bệnh mạch máu não như bệnh đột quỵ não. Đó là vì ở giai đoạn này, hệ mạch giảm độ đàn hồi thường xảy ra xơ cứng mạch máu, lại hay kèm theo bệnh tăng huyết áp khi tuổi xế chiều. Thời điểm dễ xảy ra trong ngày là chiều tối và đêm. Viêm khớp gối, dấu hiệu nhận biết là đau khớp gối, sưng nề, vận động khớp gối khó khăn, nhất là các vận động gấp duỗi, cẳng chân, bước cầu thang. Người bệnh ít khi sốt. Trong các trường hợp này, nên vận động chân từ từ, sau một vài động tác sẽ giảm đau cho khớp. Đau lưng, ngày thường cũng đã có hiện tượng đau lưng nhưng vào những ngày chuyển mùa, đau lưng trở nên rõ ràng hơn. Nguyên do chủ yếu là thoái hóa xương cột sống không còn thẳng mà bị còng. Sau đây bác sĩ Hứa Thị Mai, Phó trưởng khoa khám bệnh Trung tâm Y tế thành phố sẽ trao đổi với quý vị và các bạn
về các biện pháp phòng các bệnh thường gặp cho người cao tuổi cho mùa đông xuân. Mùa đông xuân, khí hậu và lạnh ẩm là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn virus gây bệnh phát triển, tăng nguy cơ và dễ lây lan thành dịch. Đối tượng dễ mắc bệnh nhất là trong thời điểm này nhất là người cao tuổi, và thường các bệnh dễ mắc phải vào mùa đông xuân là thường các bệnh về hô hấp này, bệnh tiêu hóa như là viêm họng, viêm amidan, viêm phế quản, viêm phổi, một số bệnh về tim mạch, xương khớp, bệnh về da. Và để đảm bảo sức khỏe trong mùa đông thì người cao tuổi nên chú ý thực hiện một số biện pháp, như là thứ nhất là giữ ấm cơ thể. Dù ở nhà hay ra ngoài thì người cao tuổi đều cần phải mặc đủ ấm, dùng khăn che mũi miệng, đội mũ để tránh phòng tránh viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi. Phòng ở phải thông thoáng nhưng mà ấm, không có gió lùa. Cửa ra vào, cửa sổ phải có rèm hoặc kính để che. Nếu không có việc cần thiết thì người cao tuổi không nên ra ngoài vào ban đêm khi mà trời lạnh. Để ban đêm nếu mà phải đi tiểu đêm, nhiều người ta cao tuổi nên mặc đủ ấm, mở cửa từ từ cho cơ thể thích ứng với nhiệt độ thấp, sau đó mới đi ra ngoài. Thực hiện tương tự nếu đối với việc mà người cao tuổi phải đi dậy sớm tập thể dục. Việc thay đổi nhiệt độ quá nhanh thì sẽ khiến cho xảy ra các biến chứng nguy hiểm như là tai biến, đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Và cái thứ hai là người cao tuổi nên ăn uống đủ chất. Người cao tuổi nên ăn đủ các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như bột đường, chất đạm, đặc biệt là chất béo giúp cơ thể sinh năng lượng để chống rét. Và thức ăn thì nên nấu chín kỹ, mềm, dễ tiêu. Nên chia thành nhiều bữa nhỏ, buổi sáng và buổi trưa thì nên ăn thức ăn giàu năng lượng. Bữa tối thì ăn nhẹ nhàng hơn. Còn nên tránh ăn quá no và uống quá nhiều vào bữa tối để không gây mất ngủ. Và tuyệt đối không dùng rượu để làm ấm cơ thể vì sẽ gây giãn mạch. Khi tiếp xúc với trời lạnh thì sẽ rất nguy hiểm. Và cái thứ ba là chế độ tập luyện đều đặn. Chế độ tập luyện đều đặn giúp cho cơ thể người cao tuổi giữ được khối cơ, cơ không bị teo, nhão, giúp cho khí huyết lưu thông, tinh thần sảng khoái, củng cố và tăng cường sự hoạt động của hệ tim mạch, hô hấp, giảm đường huyết, giảm mỡ máu, ăn uống chóng tiêu và giúp cho cơ thể tăng khả năng chịu lạnh. Khi tập thể dục cũng phải chọn chỗ kín rõ, ấm áp và nên là mặc đồ ấm khi đi ra ngoài tập thể dục và khởi động kỹ trước khi tập. Người cao tuổi nên chú ý tập luyện sao cho vừa sức và không nên cố khi tập thời tiết quá lạnh. Người cao tuổi cần lưu ý tới sức khỏe của mình khi có các dấu hiệu bất thường như đau đầu, mất ngủ hay quên, đau lưng, mỏi gối, hoa mắt, chóng mặt, cần đi khám tại các cơ sở y tế để phát hiện bệnh và điều trị kịp thời. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Người cao tuổi của Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mọi góp ý, quý vị và các bạn có thể gửi về theo địa chỉ Ban biên tập chuyên mục Người cao tuổi, Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng, số 87 Phố Bế Văn Đàn, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, hoặc qua địa chỉ mail phongdantoc.crtv@gmail.com. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chuyên mục tiếp theo.